Xin chào, tôi là Kieran Mistry, giám đốc tại The Golf Athlete Việt Nam, đồng thời cũng là huấn luyện viên trưởng tại đây. Chúng tôi chuyên hỗ trợ sửa tư thế, tập luyện phục hồi và tập luyện thể lực cho các môn thể thao nói chung và golf nói riêng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một số bài tập về chuyển động xung quanh phần xương sống và hông để giúp các golf thủ vận động thoải mái và linh hoạt hơn khi swing. Xin giới thiệu, đây là anh Nam, một người bạn và đồng thời cũng là học viên của chúng tôi. Nam sẽ giúp tôi làm mẫu cho các bài tập ngày hôm nay. Bài tập đầu tiên sẽ là về chuyển động phần xương sống. Tôi thấy rằng rất nhiều golf thủ có phần xương sống bị cong và gù như thế này. Điều này sẽ khiến bạn bị hạn chế rất nhiều khi xoắn người trong swing, dẫn đến việc sau khi backswing một quãng rất ngắn, tay bạn sẽ chiếm thế chủ động như thế này. Bạn sẽ mất đi rất nhiều lực khi làm như vậy. Chúng ta cần phải tạo được độ giãn cho xương sống, từ đó mới có thể xoắn người được hết một vòng. Nó sẽ giúp bạn có trụ vững và đạt tốc độ nhanh hơn. Chúng ta sẽ vào bài tập ngay bây giờ nhé. Bài tập này tên là Kneeling Thoracic Rotation Extension. Đầu tiên, bạn hạ một bên đầu gối xuống và quỳ lên miếng gạch yoga theo góc vuông. Đưa chân còn lại lên phía trước theo góc vuông, sao cho hông, đầu gối và mũi chân thẳng hàng với nhau. Đưa cả hai tay thẳng ra trước mặt và cong ngang vai. Sau đó đưa một tay lên trên và xoay về phía sau. Sau khi xoay, ngực phải thẳng và song song với tường. Làm tương tự với bên còn lại. Mở và xoay. Các bạn chú ý là không được ngửa người ra khi xoay như thế này. Bây giờ, Nam sẽ vào tập mẫu nhé. Nam sẽ tập mẫu 8 lần. Hạ đầu gối bên trái xuống trước và quỳ lên gạch yoga. Đưa chân phải lên trước, sao cho hông, đầu gối và mũi chân thẳng hàng. Đưa hai tay thẳng ra trước mặt. Quan trọng là cần giữ xương sống thẳng, chứ không gù xuống như thế này. Hai lòng bàn tay quay hướng vào nhau. Đưa một tay lên và xoay hết cỡ về phía sau. Như có thể thấy, lưng của Nam đang quay thẳng về phía điểm đích. Đưa tay trở về vị trí cũ và lại lặp lại. Đây là cách bài tập Kneeling Thoracic Rotation Extension đúng cách. Sau bài tập này, bạn sẽ có thể xoay người và truyền lực lên tốt hơn trong cú swing. Bài tập tiếp theo sẽ là về chuyển động quanh hông. Nếu bạn có thể chuyển động hông một cách linh hoạt, bạn sẽ đạt tốc độ và lực nhanh hơn trong swing. Hơn nữa, còn có thể dồn lực lên khi backswing và đẩy lực về khi follow through đúng cách. Về cơ bản thì các bài tập hôm nay sẽ hỗ trợ tốt cho phần hông của bạn. Bài tập tiếp theo có tên là Seated Internal Hip Rotation. Bài tập này sẽ có hai cấp độ là dễ và khó. Đầu tiên, Nam cần giữ thẳng xương sống, chân trụ dang rộng cách xa nhau. Nếu hai chân sát nhau quá thì hai bên đầu gối sẽ vướng vào nhau khi tập. Đồng thời dang chân rộng sẽ giúp phần hông được mở hơn. Tiếp theo, đưa hai chân sang từng bên, ngồi thẳng và giữ ngực thẳng về phía trước. Cố gắng hạ đầu gối cả hai bên chân xuống gần mặt đất nhất có thể, sau đó lại đưa chân về vị trí cũ. Nam đang làm rất tốt vì anh giữ thẳng người khi tập. Tiếp tục làm tương tự với bên còn lại. Tốt lắm, cố gắng hạ chân xuống gần đất. Như có thể thấy, người Nam vẫn giữ thẳng và không hề bị gù về phía trước. Và phần xoay hông của Nam sang cả hai bên đều rất tốt. Bài tập vừa rồi là cấp độ dễ. Nếu bạn cảm thấy mình đã làm tốt rồi hoặc thấy mình đã làm các động tác một cách dễ dàng, thì hãy tiếp tục nâng độ khó lên như sau nhé. Trong cấp độ này, chúng ta sẽ chỉ hạ từng chân chứ không phải cả hai bên nữa. Chân còn lại thì hạ xuống và gập vào bên trong. Ngực ưỡn và xương sống vẫn phải thẳng. Hạ chân xuống gần mặt đất nhất có thể. Quan trọng là chúng ta phải tạo được vòng xoắn tối đa cho hông. Ồ, anh cảm thấy các cơ đang căng ra chứ? Vâng, điều quan trọng tiếp theo là bạn phải giữ vững bên chân kia để vòng xoắn đạt hiệu quả cao. Tiếp tục làm tương tự với bên còn lại. Anh có cảm thấy phần hông của mình đang xoắn vào trong không? Có chứ, tôi cảm thấy rất rõ. Tiếp tục thực hiện thêm vài lần nữa nhé.
Nếu anh cố dồn lực bàn chân xuống đất trong bài này thì các cơ ở bắp chân sẽ bị căng ra. Vậy nên chỉ cần để bàn chân thả lỏng thoải mái là được. Cố gắng giữ bên chân này không di chuyển trong khi đầu gối bên còn lại hạ xuống. Vừa rồi tôi và anh Nam đã cùng chia sẻ với các bạn hai bài tập liên quan đến chuyển động xung quanh phần xương sống và hông để giúp các quân thủ vận động thoải mái và linh hoạt hơn khi swing. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình tạp chí Golf số ra tiếp theo với bài tập thứ 3 trong chuỗi bài tập chủ đề này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả.